những sản phẩm thương hiệu cao cấp cùng những giá trị khác biệt, mang ý cầu nguyện cho sự trường thọ của hoàng đế, chứa đựng bí mật sức khỏe của hoàng gia trong Hesol Hoang Si Thần. Có thể sử dụng như một loại thực phẩm chức năng với ba nguyên liệu truyền thống của Miêng Bang cùng tinh chất xạ hương, tạo nên chất lượng và đẳng cấp riêng. Thực phẩm chức năng hoàng gia cao cấp được ra đời. Ở châu Phi huyền bí, xạ hương của trông hê soi Hoang Si Đan được chiết xuất từ cây hương đực nhưng không sát sinh. Xạ hương cùng với ba nguyên liệu truyền thống của Miêng Bang, nguyên liệu chính gồm Công Chin Đan, Kiung Gốc Cô và An Cung Ngư Hoàng. Trầm hương và nhân sâm hoang dã rất có lợi cho sức khỏe của con người hiện nay. Tổng cộng 22 nguyên liệu được sử dụng bao gồm hoang chia. Đây là thực phẩm chức năng cao cấp và rất tốt cho sức khỏe. Tại sao? Có điều gì khác biệt ở sản phẩm của Kiong Chu Seng Yak? Thứ nhất, 23 năm truyền thống dày dặn kinh nghiệm sản xuất thuốc và bí quyết gia truyền. Thứ hai, nguyên tắc về đảm bảo chất lượng luôn được duy trì kể từ khi công ty thành lập. Thứ ba, phương pháp sản xuất thuốc được cấp bằng sáng chế và quy trình loại bỏ tạp chất như kim loại. Thứ tư, thực phẩm an toàn đã được chứng nhận bởi Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm Toàn cầu. Thứ năm, sức mạnh giải pháp tổng thể của nhà máy đạt chuẩn GMP tiên tiến. Tăng cường sinh lực, phục hồi năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch. Sản phẩm thương hiệu cao cấp với giá trị vô cùng khác biệt, dành riêng cho quý khách. Trong Hê Sôi Hoang Si Thần, thực phẩm cho sức khỏe Hàn Quốc đầu tiên. Trong Hê Sôi Hoang Si Thần, Kiong Chu Seng Yak.